Hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, nhìn chung công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đa phần các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, phấn khởi. Buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, cấu trúc và nội dung của đề thi môn ngữ văn năm nay là vừa sức, các câu hỏi có ý nghĩa giáo dục và định hướng tư tưởng có tính vận dụng cao trong thực tiễn. Cháu đã chia thời gian ra một cách cụ thể, đó là 15 phút cho phần đọc hiểu, 25 phút cho phần nghị luận xã hội và thời gian còn lại cháu làm cho phần nghị luận và tạo lập văn bản ạ. Cái đề này thì cháu thấy rất là hay, bởi vì trong cuộc sống cái luôn cần thử thách, bởi vì qua mỗi thử thách chúng ta sẽ có một cái bài học sẽ giúp chúng ta rèn luyện bản thân để tiến tới ước mơ. Đối với cháu thì cái bài văn hôm nay sở ra thì hoàn toàn vừa sức với cháu và các bạn. Thì cháu thấy bài hôm nay cháu làm khá là tốt. Buổi chiều các thí sinh thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút bằng hình thức trắc nghiệm, thay cho môn thi tổ hợp ở mùa thi năm trước. Dù thời gian làm bài thi không dài, song do tích cực ôn tập, nhiều thí sinh đã làm bài tốt. Với bản thân cháu thì cái đề này khá là vượt sức, nhưng mà cũng gọi là hơi rối một tí ở đoạn cuối, với lại phần tìm đọc hiểu thì tìm nó hơi lâu nên là hơi tốn thời gian một tí, nhưng mà vẫn làm được nên là cháu không có vấn đề gì ạ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, an ninh trật tự, an toàn giao thông bên ngoài khu vực thi được bảo đảm. Trong buổi sáng nay có 6 thí sinh vắng mặt và 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Buổi chiều có 7 thí sinh vắng, không có trường hợp nào bị đình chỉ thi. Vào sáng ngày mai, mùng 2 tháng 6, các thí sinh sẽ dự thi môn toán, thời gian làm bài là 120 phút.